Món này có tên gọi là làm há cảo nhưng mà làm bằng bánh tráng. Để cho món này được đa dạng và phong phú hơn thì mình có thể mua cái loại bánh tráng có nhiều màu ngoài siêu thị á. Còn về phần nhân thì chúng ta sẽ có tôm và thịt. Tôm sau khi rửa sạch, lột vỏ thì chúng ta sẽ cắt thành từng khúc. Còn thịt heo thì nhớ mua thịt heo bằm hoặc là thịt heo đã xay nha. Sau khi đã chuẩn bị tôm và thịt xong thì chúng ta sẽ cho hết chúng vào một cái tô đã chuẩn bị sẵn hành lá và hành tím băm. Tiếp đến chúng ta sẽ nêm thêm gia vị để cho nhân của mình được thêm đậm đà. Cho vào một ít nước mắm nè, muối, hạt nêm, đường và tiêu. Sau đó thì trộn đều lên. Ướp hỗn hợp nhân trong 15 phút cho thịt ngấm gia vị. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần cuốn. Đầu tiên thấm ướt bánh tráng, sau đó để lên một cái thớt. Tiếp theo là cho nhân vào giữa và cuốn lại thôi. Đối với món này mình nghĩ không nhất thiết phải làm theo hình há cảo đâu, mà các bạn có thể xếp thành nhiều hình dạng mà các bạn thích. Mình thì không khéo tay cho nên là chỉ có thể cuốn được những cuốn như vậy thôi. Món này chúng ta có thể ăn chiên hoặc là hấp. Và hôm nay mình sẽ chọn hấp trong lò vi sóng. Nhưng mà một lưu ý cho các bạn, khi hấp lò vi sóng thì bánh sẽ rất là dễ bị khô. Cho nên là trước khi hấp hãy cho vào đó một ít nước lọc và nước tương hoặc là dầu ăn để cho bánh của chúng ta được mềm mại hơn nha. Và đây là thành phẩm của mình, nhìn cũng không tệ lắm đúng không? Các bạn nhớ làm thử và khoe thành phẩm dưới phần comment nha. Bye bye.